Chào tất cả mọi người đang xem. Đây là bộ kèn nhí của chúng con. Hôm nay mới là ra mắt sau 5 ngày tập. Mà nó tập bài khó nhất chứ không phải là bài dễ. Nếu mà ở một đội kèn ấy mà tập là phải tập từ dễ nhất, nhưng mà đội mình là tập bài khó nhất. Đấy là chúc mừng các bạn thành công. Như con nghĩ là rất là thành công. Đấy, mình phải học hăng say như vậy. Thế này, rất nhiều người vào xem mà chúc mừng đây nè. Đây nha, chúc mừng nhân tài tương lai này. Thấy không các bạn, thấy không? Chào 20 người đang xem nhá, có một tí về đây nhá. Đấy, đội kèn nhí. Đây đây, nhìn đây. Đây. Đội kèn nhí từ lớp 5 rồi. Lớp 5 mấy? Lớp 4. À lớp 4 đấy, cô biết là lớp 4 này. Đây là lớp 4 này. Nào, Khánh thử thổi nữa nào. Tắt cái mồi này. À Mai Anh thổi. Và đánh đâu là Mai Anh đánh cho Khánh thổi nào. Đây đây đây, mạnh giang kiếm biết thổi cho phát ra nào. Giang kiếm biết. Là chú thổi. Không, đang là tiền thể đông người xem nhá. Mình thổi luôn bài từ ngàn xưa nhá. Để xa nhá, chẳng nhìn mắt ai đâu mà các con phải sợ. Mà đây là nguyên các bố các mẹ đang xem ta theo dõi thôi. Đây nha, bây giờ mình thổi bài từ ngàn xưa. Từ ngàn xưa luôn nhá. Ờ tất cả luôn. Từ ngàn xưa nhá. Sau chưa được một tuần tập mà đã xong hai bài để thánh lễ tạ ơn nè. Mi mi do re mi mi nào con cho con để con tập từ ta để chuẩn bị thành công đấy, tập từ bài khó đến bài dễ. Đấy là
thân nhất là lớp 4. Hy sinh các bạn biết không? Hy sinh cho Chúa. Đúng rồi, hy sinh cho Chúa, chuẩn không nào? Đúng là các bạn học rất tốt. Thực ra mình nghĩ là khi mà tập mình nghĩ là phải 2 tháng mới thổi được. 2 tháng các bạn thổi từ bài khó nhất. 16 người. Bài khó nhất. Đó. Có gì chỗ này bao nhiêu người? 16. Vậy là nguyên mới 16. Đến chủ nhật tới thì mình là phục vụ chắc phải trên 30. Trên 30. Có chứ. Thì nó mới cân được, thì khi tôi hạ bên này mới cân nhau. Còn nếu mà ngồi thẳng hết quá dài, cứ tính như vậy. Thế thì tôi lo là ngồi hẳn bên nữ hoặc bên nam. Còn hẳn bên nam là cái kèm biết thì cái này ngồi hẳn bên nữ. Tai lo với biết thì hơn một bên, mỗi sắp sâu một bên thôi. Lo thì hôm đấy là 3 cây tai lo. 3 cây tai lo đấy. Cái ẩm về hẳn bên 6 cái biết này.